Muốn chào cả nhà đến kênh Lâm Phạm Thời Gian. Chúc cả nhà ngày mới được nhiều sức khỏe. Thì hiện tại mình đang ở trường trung học Ngô Văn Nhạc thuộc xã Mỹ Lợi B, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang. Hôm nay cùng với anh Kiệt, anh Minh và anh Sang đến quay cưa những cây trong trường. Hiện tại hôm nay đúng ngày khai giảng học sinh tụ trường. Nhà trường nhờ nhóm cưa gọn những cây còng. Trước mắt mình là những cây còng rất là lớn, nhiều nhánh. Xin mời cả nhà cùng theo dõi nhóm sinh cưa những cây còng này như thế nào nha. Thì cây còng này cả nhà thấy là bộ rễ rất là lớn, chắc lâu năm rồi. Vì trời mưa bão nên nó rống rong rêu trên thân cây. Dân xa sẽ leo ra cưa cây còng, cây còng quá lớn cả nhà. Có hai nhánh à. Rong một chân anh Sang phải thảy sợi dây để đu lên nha, chứ leo không thể nào được. Leo nó rất là trơn, không thể nào leo được. Quặn lại cho cái sợi dây nó nặng nè, thảy lên cho nó dính nè. Trời ơi anh Sang yếu, anh Sang ơi không lầm mà. Trời ơi, như còn yếu hơn. Không dây nặng quá. Anh Sang sao anh Sang? Anh nào nhấp cái cọng dây chứ. À đúng rồi, quăng lên, nhấp lên. Dễ mà. Nghề nghiệp không? Hay quá, thuộc rồi. Bắt đầu anh Sang sẽ đu lên nha cả nhà. Có mưa bão khoảng là tuần nay á, nên nó bám trong cái gì nhờ, cái da nó cầm thành rong luôn. Như đây là trong bóng mát, không có nắng gì nhiều nên là cái da nó lâu khô. Dạ ông Kiệt cũng làm vậy. Chị ơi, xanh lên tới đọt luôn rồi. Trời ơi, đó ra. Anh Minh tính leo lên phụ nó hay là một cái cưa đây? Anh Minh một cái cưa chứ tưởng leo lên phụ chứ. Rồi không xong mới
nhỏ nhỏ đó rồi mở miệng ấy thì mình nghe. À chữa nhánh dưới giò lại nha. Giò nó nhấn lên lại đẩy đẩy. Không đẩy đẩy.
Đắp để cho mình kịch phụ. Thank you.
xếp vừa vô biết mở miệng đầu tán đầu. Sao con như chưa lại? Bạn Kiệt, bạn Sang tự tin bạn Kiệt chứ bạn Minh chỉ bạn Sang không chịu nghe lời. Đó là do cách ăn ở của ông, thấy không? Ông thấy không? Ông thấy chưa? Thấy gì? Ông sao? Thấy gì? Còn con dây đi, ba chặn rồi mở miệng ở đây luôn. Tới
chí không đi ha.
chùa lại.